Helmer Dai là một titan đa chức năng do Evolai sản xuất nhờ công nghệ chuyển đổi hình thái, nên nó có hai chế độ. Một là tổ hợp sửa chữa di động, tự sửa chữa cho bản thân và đồng minh. Chế độ thứ hai là nó sẽ biến thành một pháo đài di động, có tốc độ di chuyển chậm nhưng được bảo vệ kiên cố, có thể tiêu diệt kẻ địch bằng vũ khí tích hợp sẵn và tăng sát thương cho bản thân và đồng minh trong một khu vực. Sau khi bị phá hủy, Helmer Dai sẽ thả một thùng Myrobot để sửa chữa sát thương xám cho các đồng minh trong khu vực. Hệ thống chuyển đổi hình thái sẽ giúp cho Titan chuyển đổi giữa hai chế độ sửa chữa và tấn công. Trong chế độ sửa chữa, Helmer Dai di chuyển với tốc độ cao và kích hoạt máy phát các Myrobot sửa chữa để sửa chữa cho nó và các đồng minh. Trong chế độ tấn công, Titan di chuyển chậm hơn, nhưng khẩu pháo tích hợp của nó sẽ tự động bắn vào kẻ thù trong phạm vi 100m và đồng minh đứng cạnh Titan sẽ được tăng 15% sát thương, thời gian hồi chiều là 5 giây. Kỹ năng thứ hai kế bên sẽ tùy thuộc vào hình dáng mà Titan chuyển đổi ở trạng thái tấn công, nó có tên là sừng bò vàng. Helmer Dai bắn vào kẻ địch bằng súng phóng lựu gắn sẵn tên lửa gây đàn áp sát thương lên kẻ địch khi ở trạng thái sửa chữa. Helmer Dai quyết đại tác dụng của các Myrobot và chúng sẽ giúp phục hồi nhanh hơn, nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời làm tăng tốc độ của đồng minh. Về phần tài lái thì các bạn nên sử dụng phi công Giang Ly. Nếu các bạn chơi theo lối chơi hổ báo thì nên chọn kỹ năng kẻ cơ hội khôn ngoan và nên chọn những kỹ năng tăng độ bền hoặc điểm phòng thủ, vì đây là robot chuyên đi hỗ trợ đồng đội. Bên cạnh đấy, bạn còn có thể cho nó thêm một vài kỹ năng tăng sát thương gây ra cho Titan. Theo mình nghĩ, các bạn nên set up cho Helmer Dai những vũ khí cận chiến như bộ chân trâu, tên lửa băng hay bộ súng bong bóng. Nhưng nếu các bạn muốn chơi cấu rỉa thì nên chọn bộ vũ khí sấm sét rất mạnh đấy. Còn về phần module, các bạn nên ưu tiên chọn những module tăng điểm phòng thủ hoặc máu vì nó thuộc loại Titan đỡ đòn hỗ trợ. Tiếp theo là đến phần game line. Ok, anh em vừa xem đó là cái series tiêu điểm robot đến từ một bạn, đó là lấy kênh YouTube đó là The Flash VN. Thì hiện tại bạn này đã ngưng làm video trên YouTube rồi. Wow, đây chính là bài thi đầu tiên và bạn gửi về cái phần đó là phân tích về robot và Titan ấy. Wow, về phần gameplay thì mình sẽ bình luận ở trong gameplay này, bởi vì nó hơi ồn ào tí, anh em có thể nghe thấy. Mình cũng sẽ cố gắng nói cho nó to lên cho anh em xem. Về cái phần edit video thì mình thấy nó khá là hay khi bạn lồng nhạc và lồng âm thanh nó khá là ok. Nhưng mà mình cũng không biết là nó có bị ăn gậy hay không. Nhưng mà thôi, dù sao thì đã bài dự thi của bạn đã gửi cho mình, cho nên là mình cũng sẽ up lên. Ấy, không cần phải quan trọng lắm đâu anh em, mà chủ yếu là anh em xem anh em thấy như thế nào để mà góp ý thôi. Ấy, về phần mình thì mình thấy là bạn edit cũng khá là hay, cũng khá là ok. Về cái phần đó là con Titan Hemdan, anh em có thể nhìn thấy. Nếu như mà anh em nào có ý kiến gì thêm thì anh em góp ý cho mình. Và đây cũng là cái bài mẫu mà mình đưa lên để cho anh em xem về những cái phần sau. Nếu như mà anh em có ý định gửi về cái phần tiêu điểm robot nào mà anh em yêu thích ấy, thì anh em làm có thể là giống như bạn như thế này, hoặc là anh em làm tự mình đọc cũng được, tự bạn làm video đọc cũng được ấy. Về phần con Lin này, Lin Buncher này thì đang cố gắng gọi Hemdan ra. Mình cũng không biết là cái thời gian như thế này có gọi được ổn hay không đây. Nói chung bên chơi thì một combo mà anh em có thể gọi Titan ra khá là nhanh, nhưng mà anh em phải bắn được nhiều kìa. Còn ví dụ như con Lin này thì mình thấy nó khá là yếu nha, máu không tới 100.000. Thì đây là một con Lin, không phải là một con Lin MK2 rồi. Drone Widow. Quên nhắc mới nhớ nha, nếu mà con Lin này mà mình gắn hai khẩu rút hạng nặng vào thì như thế nào nha. Chắc chắn là một combo chọc chó cực kỳ là đáng sợ nha anh em. Phân tích trận đấu thì trận đầu tiên thì bạn này sẽ chơi để mà gọi con Titan Hemdan ra để cho tròn cái chủ đề, đó là tiêu điểm Titan, tiêu điểm robot phần Titan. Và tiếp theo sẽ là mình sẽ kết thúc video bằng một trận đấu của mình nha anh em, nó sẽ là kết thúc video bằng hai trận đấu đấy. Rồi theo như lượng sát thương này gây ra thì mình đoán khẩu Puncher này không tới mức độ MK2 nha, không biết có phải là MK2 hay không đây đấy. Thấy nó khá là yếu, để xem. Nói chung là giai đoạn đầu thì bạn chạy vòng ăn cấu rỉa thôi. Ui, fan một con Odochi nó đang bọc hậu. Nói chung ở trong tầm này thì bên chơi nó bắn rất là không mạnh lắm. Gần như bây giờ nó bị le đạn rất là nhiều rồi, nó không chính xác nữa. Bây giờ mà con Lin này gắn hai khẩu súp đua thì ui trời, chắc mình thấy nó cũng hơi đáng sợ nha em. Tàn hình xong rồi bắn nguyên cái băng rút vào mặt xong rồi rút lui.
tầm 600m nữa. Ghê đấy. Ừ, chắc là trong tương lai mình phải thử cái combo này thôi. Nói chung thì mấy con robot cũ mà nếu như mà nó gắn súng mạnh vào thì nó vẫn sẽ mạnh lên nha anh em, đừng có sợ nó bị nép. Đấy, bị nép này thì vẫn còn súng nào khác nó phù hợp với nó. Ví dụ như là con Fenrir nó chờ thời đấy, anh em có thể thấy. Mình chờ tới lúc mà nó ra cái khẩu rút hàng nặng mình lắp vào thì ui xồi, nó bắn đáng sợ thật sự anh em ạ. Đáng sợ lắm. Đấy, cho nên là anh em lưu ý, không cần phải lo cái vấn đề là bị nép, anh em cứ thích con nào thì cứ xài thôi. Đấy, cứ chờ đợi một thời, biết đâu là sẽ có thời nào là con nó có một con một loại vũ khí phù hợp với con boss mình thì sao. Đấy, anh em lưu ý. Trận này thì không có UV nào, bậc rank của bạn thì mình cũng không biết, không nhớ là bao nhiêu. Nhưng mà ở cái mức này mà không có UV nào thì chắc là đón tầm chuyên gia đó lên. Có thể. Đấy, hội tụ toàn những con robot cũ không nha anh em. Chỉ có con Lin này gần như là meta mới, có thể gọi là meta mới hiện tại, nhưng mà bị nép rồi. Cho dù bị nép thì anh em cũng đừng có lo, nó cũng vẫn còn khá là ok đấy, vẫn còn chơi chọc chó được. Ok, lượm được một kill và Titan Hemdan đã được gọi ra. Gọi chưa? Gọi đi, trời ơi. Ok, vậy là Titan đã xuất hiện rồi nha anh em. Hiện tại thì con Hemdan này bạn sử dụng nó là... Ui, gọi mát luôn à, trời ơi. Ông làm tiêu điểm rồi, ông làm tiêu điểm Titan mà. Mà ông gọi mấy con mod này ra. Đây chính là một con Gothic mát full bộ combo, đó là Gothic Fighter nha anh em, cũng khá là mạnh. Đấy, chơi có rẻ là ok, phết đấy. Nói chung là ở bậc rank này thì con mát này gần như là trùm anh em ạ. Nếu như không có dê thì chắc chắn nó là trùm. Thêm con Ron Paralysis nữa thì ôi trời, đỉnh đỉnh đấy. Nhưng mà khẩu Fighter này thì bây giờ nó rất là yếu nha anh em. Tại vì anh em bắn hết đạn rồi, đợi nó rặn đạn rất là lâu, rất là mệt. Thêm nữa là cái tháp pháo nó hồi lâu nữa. Ui, bò cạp ám sát kìa. Con mát này nó được một cái lợi thế, đó là cái khiên năng lượng nó trâu hơn những con bình thường. Đấy, có thể gọi là trâu trâu như Erebus vậy anh em ạ. Ok, bạn đã ném tháp pháo ra vị trí khá là chính xác đấy. Và thanh niên này đang có chạy này, nếu như được thì bạn lạn qua bên trái một phòng hậu nó. Hay, đúng rồi. Rồi 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 rồi, đây là đầy, đang đầy băng đạn nha anh em. Có thể là được. Ui, con bò cạp. À thì ra cái thằng đó là con bò cạp. Lụm, ngon. 14, 13, tỷ lệ nó khá là trên. Ui, một con dê à, phải chuẩn thì có luôn. Ủa không phải, một con bò anh em ạ. Trời ơi, mình bị ám ảnh bởi mấy cái từ trường của mấy con dê quá, mà bây giờ mình nhìn đâu ra cũng thấy dê hết trơn. Cái thằng Habi này đâu vậy? Thằng Habi đâu vậy? Vậy là Gothic Fighter của bạn không phải MK2 hả? Mình cũng không biết. Đấy, em đang của bạn hiện tại đang sử dụng nó là 4 khẩu trà sữa nha anh em. Combo này thì hội chứng OCD của mình lại không cho phép thích cái combo này rồi, bởi vì có một khẩu nằm bên trái mà nó là bản thường. Đấy. Nói chung là bạn có cái nào bạn xài. Đấy, nhưng mà phải kỹ càng. Đây là một con Sirius nha anh em. Có thể là solo được, bắn nó đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Bắn con bò luôn. Ừ. Trà sữa bắn tầm gần rất là đau nha anh em, đau thật sự luôn ấy. Cho nên là solo với tầm trà sữa mà tầm 200m đổ lại thì anh em sai lầm rồi đấy. Thiệt, mấy con Titan khác cũng không phải là đối thủ của trà sữa đâu. Ghê lắm. Đâu rồi, con Mander. Đây đây đây, em đã anh trộm vô bạn, thục nó. Ừ. Trời ơi, thục con luôn cho đó kìa, trời ơi. Thấy không, nó phải ship à. Ui giời ơi, đau. Đấy, đấy, đấy. Ui giời ơi, đau đấy. Đợi nó nạp đạn tí. Hồi máu đi bạn. Thôi xong rồi bạn ơi. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Rồi, thôi xong rồi. Trời ơi, sao có skill hồi máu không? Khoan để mình nhớ coi. Hình như cái skill hồi máu của Hemdan này chỉ hồi cho đồng đội được thôi phải. Chắc là vậy. Ôi, một con Fenrir màu y chang mình, nhưng mà chắc chắn là sức mạnh chỉ bằng có một nửa Fenrir của mình thôi. Không sao, nói chung là có là được nha bạn, có là được. Con Fenrir này combo hiện tại là 2 khẩu mét và 1 khẩu loa thì cũng được. Nói chung là nó tầm gần hết, tầm đã một là anh em chơi tầm gần thì tầm gần hết, còn hai là tầm xa hết luôn.
chứ anh em đừng có chơi là cái tầm gần cái tầm xa, một khi anh em kích kêu lên thì một cái súng nó bắn hụt, một cái súng nó bắn xa nó lại khó chịu lắm. Đấy, cho nên là anh em lưu ý, nếu như chơi fan rear thì anh em chơi một cái lối thôi, một là tầm gần, hai là tầm xa cho anh. Đấy, nhưng mà mình khuyên là nếu như được thì anh em chơi tầm gần đi, tầm trung bình là không nên chơi nha. Tại vì tầm trung bình là toàn mấy cái súng nó bắn dễ hụt không à, nên là thôi em thế nè, với lại tầm trung bình thì toàn sát thương yếu không à. Đấy, tầm xa, ôi trời ơi, ai cha, con Henry này tôi thấy không ổn lắm bạn ơi. Trời ơi, reset cầm Hornet luôn em ạ, bảy chủ này mạnh đấy. Combo này hiện tại mình cũng chưa thử nha, nói chung là bạn ngày hôm nay bạn dắt đến những cái combo mà mình chưa từng gặp bao giờ không. Hornet này thì một khi bắn hết đạn thì nó mới hồi đạn nha em, chứ không phải là vừa bắn vừa hồi nha. Ui giời, Hornet này chắc cấp 1 rồi, thằng ơi. Ui giời ơi. Ôi rồi, thôi xong, phải ship sớm đi bạn, phải ship sớm đi, đừng để nó gây sát thương. Ờ thôi được rồi, nói chung chung là thằng Lin đó nó sung quá nè. Thằng Lin đó nó dở, đáng lý ra là nó phải đợi bạn bắn nó xong nó mới bật skill. Quên nữa, nó mà bạn mà bắn trúng nó một phát nữa thì nó chết luôn rồi, lấy gì bật skill nữa. Quên anh em mà mình quên mất. Rồi, con reset này không có cộng skill đó là hồi máu liên tục rồi, nên là xem ra là bắn chết là bỏ luôn, bạn chơi kiểu bắn chết bỏ luôn. Đấy. À, anh em nhìn thấy con Hemdan mà cầm trà sữa thì cũng khá là mạnh nha, nói chung 4 khẩu trà sữa thì nó bắn cực kỳ là đau. Đấy. Ui rồi đau đấy, ui rồi ơi, ui cũng ghê đấy anh em, dữ được bạn. Ô vậy là tàu Paladin rồi, quá bắn luôn bạn, bắn luôn nó. Ơi có một con Lin đang tiếp cận, lui đi bạn ơi. Ôi Ovion bay lên, Ovion bay lên. Không được rồi, thằng Lin nó đem tay lái mắt anh em ạ. Ngay mà cầm Redeemer luôn chứ. Còn một con Mender thôi, 28-24, còn 5 giây, ok, game này đã win nha. Ui dồi, Mender cầm loa luôn, quả trưởng rồi. Đấy, rồi, cảm ơn bạn Yorichi Thiên An đã tham gia với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta. Và cảm ơn bạn đã đưa lên một cái video tiêu điểm để cho anh em xem và tham khảo. Đấy, ok. Và tiếp theo sẽ là trận đấu của mình, mình sẽ kết thúc video tại đây. À, mình sẽ kết thúc video bằng cái video gameplay của mình để tổng hợp lại. Nói chung là cái mấy cái video mà mình review của anh em thì mình đều tổng hợp lại một trận của mình thôi. Đấy. Đấy. À, hiện tại thì cái bậc trận này nhìn vào thì chắc chắn là em sẽ nhìn thấy đó là không giống như cái trận hồi nãy, không toàn những con robot mà cũ như ngày xưa. Bây giờ bước vào là anh em nhìn thấy. Đấy. Bằng chứng như là một con Dragon đầu tiên, và nó là con Dragon thuộc về của mình. Đấy, một con Ovion nha anh em, bay lên. Tôi đang chờ bạn đó. Xong em lòi cái lá ten ra là chết rồi. Mình sẽ cố gắng, nếu như được thì mình sẽ chơi con Dragon này thật là tốt nha anh em, rồi sẽ không để bị chết bởi mấy thanh niên này. Không biết là có được hay không, nhưng mà mấy bữa nay thì mình làm cũng khá là ok. Tại vì chơi như vậy thì nó hơi bá quá. Ồ, ghê đấy, mấy thằng reset này bắn lén ghê đấy. Từ từ anh em ạ. Rồi, mình phát hiện vị trí của hai thằng reset rồi. Đấy, biết ngay mà, biết ngay mà. Đấy. Cái thằng đó nó chạy khá là nhanh nha anh em, cái thằng đứng ở trên cái bục đó đây, nó chạy khá là nhanh nha. Tức là nó có con cái trồ hoặc con gì đó mà nó vừa bước ra cái là mình chưa kịp bắn nó là nó đi vô rồi đấy, khá là nhanh. Mình vừa tạt xong đầu của con Ovion, không biết nó có chết hay không. Đây rồi, mình đã nhìn thấy thằng reset đó. Rồi, xong, bay màu một đứa. Đấy, biết ngay mà, bắn lén mà. Từ từ, tôi lên, tôi chơi với bạn đây, bạn đừng có gấp. Đấy. À, tốc độ của con Dragon này khi bật kỹ năng thì gần như tạo thoa, không thể nào đuổi kịp anh em. Cùng lắm thì cái tháp pháo giữ chân nó sẽ làm được việc được. Đấy. Chắc chắn là nó không biết là mình đem con Ron gì. Đấy. Nè. Đấy. Sau lưng này bạn ơi. Nè. Ai làm gì bạn đâu mà phải ship vậy. Đấy, bây giờ tôi mới làm gì bạn nè. Đấy. Nói rồi mà. Khoan, hình như mình hình thấy cái cột này nó không an toàn. Ui, an toàn anh em ạ, hay quá, cái cột này vẫn còn ổn. Được rồi, mình sẽ dành xong cái cột này xong mình ra mình bồi đam phụ để giết con Kairos đó nha anh em. Tại vì mình thừa biết rồi, đa phần những cái thằng nào mà bắn Kairos từ đầu buổi tới cuối buổi còn nửa cái máy như thế này hoàn toàn không có khả năng giết được nó. Mình sẽ hỗ trợ đam để cho team nó giết được. Rồi ok, có thể là ok rồi đấy.
một con Lin, một con Orochi. Một thằng đã face hit, thằng này thì chết. Ấy, gần như thì Orochi không phải đối thủ của mình ở trong cái tầm 350m đổ lại đâu. Ấy, có tàn hình cỡ nào mình cũng chơi được hết á. Ôi, cái này là không ổn rồi nha, cái này hơi đông rồi đó. Mình sẽ thử thằng mát trước nha anh em, thằng nào yếu máu trước thì mình thử trước. Đấy, ok, xong. Một con Fanny đang hỗ trợ đam cho mình sẽ chạy vòng để con Luchador nó không bắn trúng mình nha anh em. Đấy, rồi ok lụm. Sợ quá. Tưởng mạng thế nào. Ok, có thể gọi là cân Titan chưa anh em? Có thể gọi là cân Titan chưa? Trời ơi, thầy ship nữa, nhát vậy. Tôi chưa làm gì mà tôi chưa bắn bể cái trường lực của bạn mà ăn. Rồi xong rồi, cái game này đã xác định được rồi. Con Dragon mà. Con Dragon mà nó sống được tới lúc như thế này thì thôi rồi. Đấy. Rồi thôi xong rồi, gãy rồi, tất cả đã kết thúc tại đây rồi. Ôi giời ơi, xong rồi. 3-4 người luôn anh em ạ. Thằng này đi luôn. Mình có nên xử này luôn ta. Rồi xử luôn anh em ạ. Xử luôn. Con Dragon này nó cầm đó là gì mình cũng chả biết nữa. Rồi xong rồi. Đây. Ui trời đông quá vậy. Nhưng mà mình vẫn còn sống rất là dai nha anh em. Rồi xong gãy luôn rồi. Tất cả kết thúc rồi. Đấy. Ừ, bắn đi bạn thoải mái. Đây là một con Dragon full module này. Nạp đầy module rồi, bạn không có cửa đâu. Rồi tạm biệt bạn luôn nha. Chắc là mình sẽ tấn công qua bên nhà luôn nha anh em. Chắc là anh em nhìn thấy mình khá là tự tin. Nhưng mà mình có lý do để tự tin về điều đó. Đấy. Nhiều khi thằng rút này cũng bay màu với mình luôn. Ơi khoan không này. Lại một con gờ. Đã không mạnh rồi, bạn đừng có solo với tôi nha. Ôi, thôi chết rồi. Pha này liệu mình có gãy không ta? Chắc là không. Rồi thằng rút bay màu rồi, hên quá, thằng rút nó vừa kịp nó bay đi mà nó đẩy mình ra nữa. Hên quá, nếu mình đứng ở đó thì thằng Newton nó bắn mình chết luôn. Chai đót nè. Bây giờ đi giành trụ để lấy lợi thế lại nè. Ok, nếu như bạn cứ nằm ở đấy thì tôi chắc chắn bạn không còn đường lăn nữa. Rồi ok, tạm biệt nha, lăn đi. Xong em, chắc là mình đi phụ xử thằng rút này à. Ok, cái pha đó là đáng lẽ mình dính cái tháp pháo Gravity nhưng mà mình bật tàu mẹ liền đây mà để kháng cái hiệu ứng đấy này. Nên là mình vẫn thoát được cái hiệu ứng giữ chân nó. Ok, thằng rút này mới tới giờ vẫn còn sống này, dai đấy. Rồi nhưng mà chết rồi. Ok, con Dragon này nãy giờ vẫn còn sống sót nè mà, đáng sợ thật sự. Rồi luôn rồi. Ui trời ơi. Tội nghiệp. Nidor cầm laser nè mà. Rồi bây giờ chỉ còn có 2 người thôi, làm sao mà thủ nổi. Chết luôn rồi. Sao? Còn bạn thôi đúng không? Đi. Trời ơi, game như thế này thì chết rồi anh em ơi. Nhắn sợ thật. Đấy, trời ơi. Mình ăn kêu vậy có ác quá không anh em? Trời luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi, có thể là game này đã win ở đây rồi. Rồi, ok. Video mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những video sau. Tạm biệt anh em nha.